Xin giới thiệu với các bạn và anh em, đây là lốc điều hòa. Lốc điều hòa của dòng xe Mitsubishi Lancer. Con này Lancer IO, Lancer mà nhập khẩu. Đấy, dòng xe Lancer IO, Lancer nhập khẩu. Dòng xe được bán, được nhập khẩu trực tiếp về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy, thì sau một thời gian, lốc điều hòa nó có tác dụng khi mà anh em chạy xe trên đường. Thì chính là cái nó làm mát, giống như cái lốc lạnh điều hòa vậy. Nó làm mát cho anh em ngồi trong xe, người ngồi trong xe nó cảm thấy thoải mái nhất. Thì cả cụm bao gồm có pulley đầu lốc này, thân lốc đấy, và cuộn điện mặt hít nó sẽ nằm ở đây. Đấy, của dòng xe Mitsubishi Lancer. Vậy trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường mà bị hỏng mấy cái lốc này, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn này, chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy các bạn có nhu cầu cần thay thế thì rất mong các anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để mình sẽ review nhiều hơn nữa tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Nhớ thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.